Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay là ngày mùng 5 Giáp Thìn tháng Giêng, là lễ Thanh Minh Tảo Bộ, và nhân dịp Thanh Minh Tảo Bộ thì ghé thăm một nghĩa trang của người Việt gốc Việt. Khu này thì nằm trong một cái khu nghĩa trang lớn, nhưng mà khu này thì được dành riêng cho người Việt Nam, thưa quý vị. Trong nghĩa trang này thì có hai khu dành riêng cho người Việt, người gốc Việt, được mua để mà chôn thành một cái khu nghĩa trang tập thể, thưa quý vị. Thì tùy theo đạo giáo, có khu thì dành cho những người Phật giáo, có khu dành cho những người Công giáo, thưa quý vị. Thì ở nghĩa trang này thì không cho lập bia thẳng đứng lên như quý vị thấy trên màn hình. Rồi có những cái đèn năng lượng mặt trời, những người thân mua cắm lên để ban đêm thì nó chiếu lung linh ánh sáng. Khu nghĩa trang này thì không cho lập bia bằng xi măng hay đá cẩm thạch như quý vị thường thấy, mà chỉ cho lập những cái bia nằm khắc tên hình ảnh, thường là bằng đồng, thưa quý vị. Như vậy thì ngày lễ Thanh Minh ghé thăm